chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chầu. Chầu trong giáo hội Công giáo là gì? Chầu là một dấu hiệu của sự sùng kính và thờ phượng Chúa Giêsu Kitô. Người được người Công giáo tin có mặt mình, máu, linh hồn và thiên tính dưới sự xuất hiện của chủ tế thánh hiến, nghĩa là bán thánh. Vương cung thánh đường của Peter, giáo hoàng John Paul II đã cầu nguyện cho một nhà nguyện chầu vĩnh viễn ở mọi giáo xứ trên thế giới. Một ví dụ của chầu là gì? Tình yêu của anh đối với Thiên Chúa là cha của anh ta là một sự tôn thờ nồng nàn, chiếm trọn trái tim anh. Thờ cúng và chầu cũng như hình ảnh của Redbridge. Ông đánh giá cao sự ngưỡng mộ Jonathan ban cho ông. Cảnh tượng về sự thờ phượng của giáo hoàng tại Borgona đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ông theo hướng chống giáo hoàng. Mọi lời cầu nguyện chầu là gì? Sự tôn thờ là sự tôn trọng, tôn kính, ngưỡng mộ, mạnh mẽ hoặc tận tâm ở mọi người, một nơi hoặc một điều gì đó. Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Latin adoratio, có nghĩa là để tỏ lòng tôn kính hoặc tôn thờ với ai đó một hay một cái gì đó. Làm thế nào để bạn hiển thị chầu? Đánh giá cao thành tích của vợ chồng bạn là một trong những cách dễ dàng nhất để thể hiện sự đáng yêu. Hãy cho biết chính xác lý do tại sao bạn ngưỡng mộ họ. Bạn có thể nói bạn là một người cha tốt bụng, hay bạn là một người nấu ăn giỏi. Lắng nghe đối tác của bạn là một cách tôn thờ họ. Tại sao cầu nguyện chầu là quan trọng? Cầu nguyện là quan trọng để người tin, có nghĩa Kitô hữu thừa nhận sự tốt lành của Thiên Chúa. Nó khuyến khích các Kitô hữu thú nhận và cầu xin sự tha thứ. Nó giúp các Kitô hữu duy trì sự khiêm nhường khi họ cảm ơn Chúa vì tất cả những điều Ngài đã ban cho họ. Chầu là một cảm xúc phải không? Chầu là một cảm giác của tình yêu sâu sắc. Một số người có thể nói rằng động vật không có cảm xúc, nhưng bạn biết từ sự đáng yêu trong mắt chú chó của bạn rằng điều đó không đúng. Thế nào là phước lành và cầu nguyện chầu? Ca ngợi là hình thức cầu nguyện nhận ra ngay lập tức rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa. Nó ca ngợi Thiên Chúa vì lợi ích của chính mình và mang lại cho anh ta vinh quang vượt xa những gì Ngài làm. Nhưng đơn giản, Ngài chính là Ngài. Hình thức cầu nguyện cao nhất trong giáo hội Công giáo là gì? Nếu thánh lễ là hình thức cầu nguyện Kitô giáo cao nhất, thì nó phải là điều cần thiết tuyệt đối cho bất kỳ cơ đốc nhân nào xứng đáng với danh xưng này. Sự cần thiết tuyệt đối này giả định sức mạnh biến đổi của thánh lễ là một đặc điểm của cầu nguyện. Ý nghĩa gì khi ngưỡng mộ ai đó? Ngưỡng mộ ai được tình yêu để yêu một người rất nhiều, đặc biệt là theo cách thể hiện rất nhiều sự ngưỡng mộ hoặc tôn trọng, hoặc tôi thích một cái gì đó rất nhiều. Cô ấy có một con trai, cô ấy yêu anh ta. Điều gì làm cho một người đàn ông ngưỡng mộ một người phụ nữ? Đàn ông ngưỡng mộ những người phụ nữ là tự tin đàn ông thích những người phụ nữ không sợ mình thực sự là ai và không ngại cho thế giới thấy rằng họ không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Đàn ông ngưỡng mộ những người phụ nữ đam mê những điều cụ thể trong cuộc sống, những người tự hào về thành tích của họ và những người biết họ muốn gì. Điều đó có nghĩa là gì nếu một cô gái ngưỡng mộ bạn? Khi bạn cảm thấy như bạn ngưỡng mộ ai đó, đó là nói rằng bạn tìm đến họ và có rất nhiều tình cảm của cho họ. Và bạn muốn làm điều đó sẽ làm cho họ hạnh phúc, vì làm cho họ hạnh phúc là làm cho bạn rất thấy cảm thấy tốt. Sự khác biệt giữa tôi yêu bạn và tôi ngưỡng mộ bạn là gì? Để ngưỡng mộ biểu thị một ai đó mà bạn coi cô với trọng tối đa tình yêu và tôn trọng, bạn tôn vinh, ngưỡng mộ và tôn thờ cô ấy,
bạn đang giảng cho cô. Sự khác biệt giữa tình yêu và ngưỡng mộ là mức độ tận tâm và sự ước tính, ngưỡng mộ và tôn trọng mà bạn dành cho cô ấy. Tại sao cầu nguyện là quan trọng? Cầu nguyện là quan trọng khi nó khuyến khích các Kitô hữu phải thừa nhận sự tốt lành của Thiên Chúa. Nó khuyến khích các Kitô hữu thú nhận và cầu nguyện sự tha thứ. Nó giúp các Kitô hữu duy trì sự khiêm nhường khi họ cảm thấy ơn Chúa vì tất cả những điều Ngài đã ban cho họ. Tại sao xưng tội theo chầu? Chầu trong cầu nguyện là khi chúng ta chỉ tập trung vào việc cho Chúa biết chúng ta yêu mến Ngài như thế nào. Xưng tội cầu nguyện là cơ hội để chúng ta làm mới mối quan hệ của chúng ta với Chúa hàng ngày. Chúng ta nên thú nhận tội lỗi và tội lỗi lầm của mình với Ngài. Thiên Chúa đã tuyên bố trong lời của Ngài rằng chúng ta nên thú nhận tội lỗi của mình, ăn năn và họ và cầu xin sự tha thứ của Ngài. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.